Tháng này thì ông đã thấy đội bóng của mình chơi tốt hơn đúng theo ý đồ của ông. 今日試合を勝って、その、選手通りにプレーができました。カット。戦術通りっていう言葉はあんまり好きじゃないんですけど、選手たちがよく戦ったと思います。Thì các bạn ấy đã chơi rất là tốt và cũng có nỗ lực và chắc chắn chúng tôi giành chiến thắng ạ.でその13ラウンド終わった後にその今ハノイどう思っていますかと。試合を見ていただければよくわかると思いますけど、毎試合毎試合どんどん良くなって順調に進んでいるというふうに思います。Thì cũng như các bạn quan sát, chúng tôi đang trải qua từng trận đấu một và chúng tôi đang ngày càng tốt lên.ông phản ứng khá mạnh mẽ sau tình huống mà Tuấn Hải bị phạm lỗi trong đánh giá sao về tình huống này? Tuấn Hải選手がファーされた時結構反応が激しかったんだけど、それについて何がありますか？選手というのは守られなければいけません。Thì với cương vị của tôi phải cố gắng bảo vệ những cái cầu thủ của mình. ベトナムの非常に重要な選手が怪我で失われる可能性があるというプレーをされてしまいました。Thì đội tuyển Việt Nam là sẽ có khả năng sẽ phải mất đi một cái cầu thủ quan trọng khi bạn bị chấn thương như vậy. よくこういうプレーっていうのは、まあ日本ではあまり見られないんですけども、いろんなところでサッカー界は起こってますけども、怪我をさせるようなプレーがぜひなくなるようにしてほしいなというふうに思います。Thì cái việc mà gây chấn thương như vậy nó rất là nguy hiểm đến các cầu thủ.Và tôi rất là kỳ vọng là cái việc mà làm chấn thương như này nó sẽ giảm dần đi và nếu mà có thể thì các bạn hạn chế có thể chơi một cách như vậy. Đặc biệt khi mà situation 状況であれば足の裏でアタックに行くというのは非常に危険な状況になります。まあそれがルールでまあ縛られているわけですけども今日はそれが起こってしまったということで非常に危険なプレーだと思います。Thì cái trường hợp mà ngày hôm nay thì nó là trường hợp rất là nguy hiểm.Thì tất nhiên là nó sẽ có những cái luật để hạn chế cái điều này rồi nhưng mà thực tế nó đã vẫn đang xảy ra, nó đã xảy ra trên sân ngày hôm nay. Và xin ông có thể cho biết thêm về tình hình Hùng Dũng hiện tại. Mà Hùng Dũng 先生に関して今詳しくしていただきます。Hùng Dũng 88。Hùng Dũng に関しては詳しくか。そうですね。何が知りたいですか？Nhưng mà bạn muốn biết gì về Hùng Dũng? Kể cả nó rồi. Kể cả nó rồi kiểu まあ怪我自体はまあある程度収まってると思いますけども、まあ本人がまだ練習やってみてどこまでやれるかというところを確認しながら進めている状況です。まあもう近日中に一緒に選手たちとプレーできるようになるとは思いますけれども、そこからはもう彼の、自信の問題なので、怪我の状況というよりも彼がどのぐらいそれをその中でプレーできるかということだと思います。Về tình trạng chấn thương của Dũng thì hiện tại thời điểm hiện tại thì bạn cũng đã trong cái quá trình hồi phục rồi. Bạn ấy cũng bắt đầu tham gia luyện tập để sẵn sàng lúc nào có thể trở về đội.Tôi thấy là cái trường hợp của bạn ấy khi mà bạn luyện tập thì bạn đang rất là nỗ lực, rất cố gắng hàng ngày để có thể vượt qua được cái chấn thương này. Đây là Đại Kỳ Sát. Tôi thấy Hà Nội vừa có bổ sung hai cầu thủ chất lượng là Tim Hau và Ryan Hà. Hiện nay các cầu thủ Hà Nội đang làm tốt thì cái việc bổ sung này có phải là do sắp có một sự thay đổi về nhân sự hay là do cái tham vọng của Hà Nội là tiến xa tại V-League và đi xa ở đấu trường châu lục và có thêm những cái bổ sung chất lượng như vậy? Để câu hỏi là sau một tari sen chiu ga no chitsu ga ii a team to da yan. で追加したんだけどその目的って何でしょうか。もっとこの前このさっきもっと上の方に登りたいのかっていう質問です。まあ目的というかそもそもうちは今年選手編成のところで
難しい選手編成をしてしまっているところがあります。Thì khi mà tôi tới Hà Nội thì Hà Nội đang trong một cái tình trạng là đang hơi thiếu người và cũng có cái chấn thương, thế nên là cái việc bổ sung người là cái việc cần thiết đối với Hà Nội này. Thì dịch kỳ mà 今空きましたので、あの選手を入れ替えたり加えたりということは、人数もそうですし質もそうですし、まあ失敗したところを修復しながらさらに上乗せしていくということを。Thì khi mà cái thị trường chuyển nhượng nó mở cửa thì chúng tôi cũng rất muốn là bổ sung trước mắt là nhân lực và đồng hành với nhân lực đó là cái chất lượng các cầu thủ thì để tạo nên một cái đội bóng chất lượng và tất nhiên là cái mục tiêu mà hướng tới những cái vị trí cao hơn trong cái bảng xếp hạng. Mà ở sân khách thì nó là 年に2回しか移籍から来ませんのでそこでしか選手は入れ替えられませんけども。あのチームというのはどんどん成長させることができるので、まあ、それを今同時に2つやってるというところですね。Thì về cái thị trường chuyển nhượng thì một năm nó chỉ mở cửa có 2 lần thôi. Thế nên chúng tôi cần phải tận dụng cái tài cơ này để bổ sung nhân lực và đồng thời việc đó thì chúng tôi cũng phải bổ sung về chất lượng của các cầu thủ. で実際にどんどん選手たちが今あの選手はまだ加えられてませんけどもあのいる選手たちであの以前とは違うサッカーをどんどん見せられてますので、ここにさらに新しい選手が入って質が上がって。まあ、どこまであのこのチームが成長していくのかというところをあの楽しみにしています。で、通過cái việc mà thêm những cái cầu thủ chất lượng vào thì tôi muốn là cái đội bóng của mình ngày càng trưởng thành hơn, ngày càng có những cái level cao hơn. Thì tôi rất là kỳ vọng là cái sự trưởng thành cao hơn của cái câu lạc bộ Hà Nội. Câu hỏi cuối cùng ạ. Thưa ông ạ, ông có thể cho biết về tình hình chấn thương của Tuấn Hải sau pha bóng vào trên hạ của đối thủ ở cuối trận này không? Tuấn Hải xem chiêu nô, cái gian rơi của mình chỉ để có thể thấy cái mắt cả thôi. Bố cáo doctor chẳng hạn thì không biết. Tôi không phải là bác sĩ nên là tôi không thể. Cụ thể là bạn thấy bị đau ở đâu? Cụ thể tôi tốt còn ở hên thì anh nói tại sao cả. Sôi mà bố cáo mua, xe ôm đi mà xem rồi, cái này tôi không biết gì hết, xin lỗi. Thì tôi tập trung vào trận đấu, thế nên là cái việc mà chấn thương thì tôi sẽ chờ bác sĩ báo cáo lại. Ok, cảm ơn anh chị ạ. Ok, finish.